Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video tiện Tùng Nguyễn xuất cho một bác khách một con đẩy BS Audio B4800, dòng đẩy 4 kênh 800W một kênh. Con đẩy này nó đang nguyên đai nguyên kiện anh em nhé. Và mẫu sản phẩm Idol, bác lấy một con đẩy và một con Idol IP100 Audio của hàng của Trung Quốc sản xuất. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ mở con Idol ra cho các bác xem. Dòng Idol này thì Tùng Nguyễn đang bán với cái giá là 1 triệu bao ship nha. Và sẽ tặng dây rắc đầy đủ cho anh em nha. Idol IP100, vỏ màu đỏ, vỏ cắt tông màu đỏ. Ở bên trong hộp thì nó có lớp 2 lớp xốp trên cả dưới, rất yên tâm khi vận chuyển các bác nha. Idol IP100, dòng này là dòng chỉ vàng, dòng chỉ vàng, vỏ đỏ. Đấy, bên trong của nó đây, các bác nhìn các cái mẫu hàng em nhập thì nó đều cả xốp trên xốp dưới thì đóng hàng rất là cẩn thận. Con này là máy nâng tiếng này thì anh em dùng thì rất thoải mái khi chơi karaoke hoặc nghe nhạc nhé. Karaoke hoặc nghe nhạc thì các bác chơi thêm một con Idol vào, nó nâng cao tiếng ca và tiếng hát, nhạc bay rất sáng, tép sáng lắm các bác nhé. Idol IP100, Idol này nó chỉ có nhiệm vụ là nâng tiếng thôi, nó căng tiếng bass và bay tiếng tép hơn. Đấy, nó chỉ được chất lượng là nâng tiếng thôi. Các bác dùng các con này thì rất là thích này. Giá thành thì Tùng Nguyễn giao rất hợp lý. Các mẫu thiết bị âm thanh giao đều giá hợp lý hết, rất là sát giá cho các anh em nhé. Và con này được hỗ trợ thêm một cổng súp. Anh em chơi với các cái dòng súp điện hoặc súp hơi đánh qua con Idol này rất là tiện nhé. Ví dụ như các cái dòng súp điện anh em lấy tín hiệu ở vang thì anh em phải thò tay ra đằng sau con súp để chỉnh thì rất là bất tiện. Còn anh em chơi với con nâng tiếng này, anh em kết nối với qua con nâng tiếng này, kể cả súp điện hoặc súp hơi đều ok. Súp điện anh em lấy tín hiệu từ qua con nâng tiếng này, anh em để cho Tùng Nguyễn với cái cấu hình là bật đằng sau của súp điện thì anh em để 12 giờ hết. Còn anh em sẽ chỉnh hai cái volume này cho Tùng Nguyễn. Khi muốn chỉnh ở đây phải chạy qua nâng tiếng là phải ấn vào, còn cho qua nâng tiếng là phải ấn vào nút bay bass này thì nó mới phát huy cái nâng tiếng này. Còn hai cái nút này ở đây là để chỉnh volume và tăng tiếng bass của nâng tiếng nhá. Tăng tiếng trầm đấy. Kênh này là có một kênh súp riêng mà. Kênh súp riêng thì nó có đường hoa sen ở đây thì mình lấy tín hiệu từ hoa sen. Còn hoặc là mình một đầu ca lông, một đầu hoa sen mình kết nối với ca súp điện. Cái một cổng sen một cổng này là hai cổng output và input. Hai vào hai ra. Từ vang xuống lâng, từ lâng xuống đẩy hoặc từ lâng xuống lọc, đấy tùy theo các bác kết nối. Ví dụ Tùng Nguyễn đang mô phỏng cho các bác hiểu một con đẩy, một con vang, một con lâng tiếng thì anh em sẽ để một con vang đầu tiên, xong có từ dây rắc ca lông kết nối xuống lâng tiếng. Đấy. Xong rồi từ con lâng tiếng này lại kết nối xuống đẩy. Hỗ trợ thêm hai chân hoa sen nhá. Đây là con lâng tiếng. Bản này thì rất là hợp lý rồi. Giá dao rất mềm và tặng dây rắc đầy đủ. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác có nhu cầu các thiết bị âm thanh thì liên hệ trực tiếp với Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các anh em nha. Các anh em nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn.